Sau khi tung ra teaser MV BD Buddy BD Boo mang phong cách hoàn toàn mới lạ, sẽ ra mắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2019 sắp tới đây, chị Boo tiếp tục mang bất ngờ mới cho khán giả khi hé lộ clip hợp tác với One Million Dance Studio. Đối với các fan K-pop nói chung và những ai đam mê nhảy nói riêng, chắc không còn lạ gì với One Million Dance Studio, nơi mà đã cho ra đời rất nhiều video biên đạo triệu view cho các hit từ K-pop đến Âu Mỹ. Cơ sở này còn nổi tiếng với việc hợp tác cùng công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn như SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, Loewen Entertainment, CJ E&M, biên đạo và đào tạo cho SNSD, 21, Wonder Girls, Stray, Queen A, 2PM, GOT7, Miss A. Việc Chipu hợp tác cùng với One Million Dance Studio được xem như bước tiến mới của cô trong lĩnh vực âm nhạc. Chắc chắn trong sản phẩm mới, khả năng vũ đạo của Chipu vốn được đánh giá tích cực qua các sản phẩm trước sẽ bước lên một tầm cao mới. Thông tin từ video hé lộ vũ đạo ca khúc mới của Chipu được dàn dựng bởi Ara Cho, một biên đạo nổi tiếng tại One Million Dance Studio. Video giới thiệu màn hợp tác này cũng ghi lại một vài khoảnh khắc tập luyện vũ đạo cho ca khúc BD Buddy BD Boo giữa Chipu và Ara, hứa hẹn sẽ là điều đáng mong đợi trong thời gian tới. Wow, có thể thấy là càng ngày Chipu càng cho thấy sự đầu tư, nghiêm túc và đam mê với âm nhạc đúng không nào? Sau khi nghe thông tin này, hẳn là fan hâm mộ lại càng nôn nóng mong chờ BD Buddy BD Boo đây, cùng lót dép hóng sản phẩm chính thức được ra mắt vào 20 giờ tối ngày 2 tháng 8 nhé.